Ở dưới hai đó là ngoài ra cái uniform chị là cái Oh yeah, đúng rồi mấy cái anh. base của tụi em đó, là nếu mà chị thích Uniform rất là đẹp, cái mặt trời sập, mặt trời sunset mà nice mà gần nước đó chị, là không có ai mà number one nữa chị ạ. Oh, quý vị nào mà yêu hoàng hôn đó quý vị, khi mà mặt trời lặn đó phải không anh? Dạ đúng, Rất là dạ. đẹp thưa quý vị. À, và anh Trinh, Vân Anh xin được hỏi anh Trinh đó là khi mà anh Trinh quyết định gia nhập vào quân đội Hoa Kỳ đó, thì anh Trinh có được sự support của cha mẹ hay là anh Trinh có nhận được cái phản ứng như thế nào của bố mẹ? Tại vì theo Vân Anh được biết đó, người Việt Nam chúng ta đã trải qua rất là nhiều cuộc chiến tranh, cho nên không có ai muốn con em mình đi vào cuộc đời binh ngũ hết đó. Ai cũng muốn đi học ra trường có một việc làm gì vững chắc để ở gần gia đình. Dạ. Đâu ai muốn con em mình phải xa nhà đâu anh. Dạ đúng. Thì khi mà anh Trinh đi vào cuộc đời binh nghiệp đó thì gia đình của anh Trinh có thái độ như thế nào thưa anh? Dạ thưa thì ba mẹ cũng lo lắm chị. Thì Dạ theo vâng. chị nói là mình từ nước mà luôn luôn bị chiến tranh, thành Dạ ra nó vâng. cũng là cái phần sợ. Dạ. Nhưng mà em cũng nói cho mẹ em là yên tâm, là tại vì nếu mà vô trong quân đội của Mỹ đó thì là luôn luôn mình được cái tập cái lượng mà mình không có bao giờ mà nói ra mình ra trận hay mình ra cái chỗ chỗ nào mà nhà nước hay quân đội không có chuẩn bị mình. Dạ vâng. Thành ra nếu mà có gì xảy ra chỉ là may rủi thôi, Dạ chứ vâng. còn nếu mà nói mà thiệt là nguy hiểm đó chị thì nó không có cái phần đó. Dạ vâng. Em cá nhân của em thì em là luật sư, thành ra phần đông là trong trong tòa án nhiều 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 hơn. Dạ vâng. Mà ban đầu thì mẹ em cũng cũng lo, nhưng mà sau khi mà em đi qua bên New York em làm việc, qua bên Nhật làm việc, rồi mời mẹ qua đi chơi đồ kia, thì mẹ thấy Wow. thì đâu có gì mà nguy hiểm đâu, thì từ đó thì mẹ mới yên tâm hơn. À, và anh Trinh có thể chia sẻ với quý vị khán giả là trong cuộc đời binh nghiệp của anh bao nhiêu năm rồi anh, tổng Dạ cộng? thưa em làm active đó chỉ là 8 năm. 8 À, năm. hồi năm ngoái thì em mới vô trong trự bị. Bây giờ thì em vẫn trự bị cho hải quân, nếu mà nước cần nữa thì em sẽ trở vô. Dạ Nhưng vâng. mà bây giờ thì mỗi weekend đó, mỗi tháng đó thì em chỉ cần làm việc một weekend với quân đội thôi. Dạ vâng. À, như vậy thì anh đã có phải đi qua những cái chiến trường khắc nghiệt, ví dụ như Iraq, Afghanistan, anh có đi qua chưa anh? Dạ sư có, hồi lúc 2007 em qua bên với người nhái ở bên Iraq 6 tháng. Dạ vâng. Dạ thì trong thời gian đó thì em là luật sư cho người nhái, thành ra tất cả cái gì mà mình tới hồi mà mình đi mình bắt mấy người insurgent, mấy người mà làm tội rồi kia đó, Dạ. thì em sẽ giúp người nhái trong cái mission đó. Dạ vâng. Rồi sau khi mà đem ta về mà xử người ta đó, Dạ. thì em advise tất cả mấy người nhái cách mà mình collect mấy cái evidence, mấy cái giấy tờ quan trọng rồi kia, anh hồi ra tòa mình có thể đủ cái tài liệu để prosecute cái case đó. Dạ vâng. À, anh Trinh như vậy đã là một người từng tham gia trong chiến trường Iraq phải không anh? Dạ. Chiến trường rất là nóng bỏng hiện nay, thì anh Trinh có cái lời gì chia sẻ với quý vị khán thính giả, đặc biệt là với thân nhân ở nhà, nếu mà có con em phải đang ở trong chiến trường thì chúng ta nên làm gì để Dạ. mà support những gia đình đó thưa anh? Dạ, thưa thì một cái mà em nhớ đó hồi lúc mà bên bển nó chỉ là tới hồi mà mùa lễ đó thì Dạ mình luôn vâng. luôn nhớ nhà. Đúng Thành rồi ra anh. hồi tuần rồi tụi em mới gửi tất cả mấy anh em bên kia mà người Mỹ gốc Việt đó Dạ. một cái hộp quà. Trong cái Oh. hộp quà đó thì là từ mấy cái đồ mà tụi em collect đó, là mấy Có món cái, gì đặc biệt của Việt Nam không anh? dạ thưa tất cả là món đặc biệt của Việt Nam Dạ chị dạ ạ. vâng. Tại vì ở bên bên bển đó thì là mình không có thiếu Dạ. đồ ăn, Dạ. nhưng mà mình thiếu đó là mấy cái gia vị Dạ vâng. của người Việt mình. Dạ. Thành ra tụi em gửi khô mực, rồi Oh. gửi mấy cái món mà chỉ là đặc biệt cho người Việt mình thôi, Wow, đặng hay cho quá nhớ anh. nhớ nhà chị. Dạ Nhưng vâng. mà em muốn là ba mẹ mà có con ở bên bển bây giờ đó thì là yên tâm, là tại vì phần đông là tới họ trong nhà báo, trong tivi được kia đó, người ta luôn luôn người ta chiếu cái gì mà xấu xa thôi. Thành ra thường thường thôi lúc em ở bển đó em coi trên đài CNN cái gì nó mới xảy ra cái chừng cách mình ở chừng 5 mile mình không có nghe tới nữa, mà tự nhiên nó hiện lên tivi. Thành ra thường thường ở nhà đó thì là mình thấy mấy cái tin tức mình lo, là tại người ta chỉ chiếu cái gì mà sensational thôi, chứ còn phần đông ngày thường ở bển đó thì nó không có gì mà phải đáng sợ chị. Dạ Thành vâng. ra em nghĩ là chỉ yên tâm rồi chờ tới hồi ngày về thì nó cũng qua thôi. Dạ vâng, nói về một lần nữa trở về các binh chủng trong quân đội Hoa Kỳ đó anh. Hồi nãy anh có nói là chúng ta có binh chủng gì anh? Hải quân Dạ rồi thì mình có quân đội là Army hết chị ha, Army. Navy, Dạ. Air Force, Air Force là không quân anh dạ ha. đúng, Dạ. không quân, rồi Marine Corps, Marine là dạ bộ binh hay dạ đúng, dạ. dạ Rồi gì nữa anh? dạ thưa Coast Guard đó thì là trong cái thời gian mà chiến tranh đó chị, Dạ. là mình cũng shift nó vô Dạ. đem vô trong cái Department of Defense, nhưng mà Coast Guard thường thường là bảo vệ cái shore của nước Mỹ chứ không phải là đi deploy overseas. Dạ vâng. Dạ Anh Trinh Vinh không biết là Vân Anh nghĩ có đúng không, mà Vân Anh nghĩ là trong tất cả các binh chủng anh
trong bất cứ thời gian nào, ngay cả chiến tranh Việt Nam nữa, thì cái binh chủng hải quân là binh chủng mà phải nói là an toàn hơn mấy binh chủng kia phải không anh? Dạ thưa đúng chị, Dạ em vâng. nghĩ đó là nó an toàn, đó là tại vì ngoài ra mình có cái chiến tranh lớn chị. Dạ vâng. Thí dụ như mấy cái nước mà mạnh mà đủ cái hải quân mà chống hải quân của mình đó, chứ còn phần phần đông đó là trên 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 nước thôi. Dạ vâng. Nhưng mà em cái là em không biết là hên hay là xui, Dạ. nhưng mà em chỉ may mắn cái là được là đi với người người nhái, thì em vô trong cái nước của Iraq. Nhưng mà nếu mà trong hải quân đó, vô trong bờ đó chị, mà vô trong land đó là hiếm lắm. Thành ra cái đó là cái exception chứ không phải là cái rule. Dạ vâng. Anh Trinh, như vậy với một người lính hải quân để rồi trở thành một người SEAL, một người nhái đó anh, thì phải qua tập luyện nhiều không anh, và cần đòi hỏi nhiều lắm phải không Dạ anh? thưa nhiều lắm chị, là tại vì thường thường mấy người mà đi ra tryout chơi Dạ. SEAL đó Dạ. là cái chừng top 5% Dạ của vâng. trong quân đội rồi. Mà trong cái top 5% đó đó thì là nó sẽ thấy cái chừng 17 trong 100 người thôi. Dạ vâng. Thành ra cái passage rate của người nhái mà trở thành thành công người nhái chính thức đó là 17%. Dạ vâng. Dạ. Anh Trinh, nếu mà quý vị khán giả, nhất là các bạn trẻ đang theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay, các bạn high school, sau khi mà nghe thiếu tá Hải quân Trinh chia sẻ, nó có vẻ thích thú muốn gia nhập vào quân đội Hoa Kỳ, thì anh Trinh có lời khuyên gì với các bạn trẻ đang theo dõi chương trình của chúng ta? Dạ thưa em khuyên đó là mình nên tìm hiểu trước khi mình vô làm cái gì Đúng trong rồi. trong trong đời cũng cũng vậy chứ ha. Dạ. À, thành ra nếu mà em nào mà muốn vô tham dự trong quân đội thì anh đề nghị đó là kêu tụi anh trước, tại vì trong cái hội của tụi anh, nó hội VAFA đó, là tất cả mấy anh em cũng đã qua cái trạm này rồi. Dạ Thành vâng. ra kêu tụi anh rồi tụi anh sẽ khuyên cái nào tốt cái nào xấu, Dạ rồi vâng. sau khi đó đó thì là nói chuyện với cha mẹ, rồi sau khi đó nếu mà còn muốn vô đó thì lúc đó hãy nên join. Vâng, thưa quý vị, chắc chắn là quý vị cũng đồng ý với anh, đó là thiếu tá hải quân Christopher Phan nói tiếng Việt quá giỏi phải không quý vị? Cho nên còn gì bằng là chúng ta có một người trong quân đội nói tiếng Việt giỏi để có thể chia sẻ những cái bước đường mà anh đã đi qua, để cho các bạn trẻ muốn đi vào gia nhập quân đội Hoa Kỳ có những cái sự chuẩn bị vững vàng hơn. Vừa rồi là những cái chia sẻ với các bạn đang có ý định đi vào. Với những người đã đi vào quân đội Hoa Kỳ rồi, và bên anh chắc chắn là khi vào quân đội thì chúng ta không thể nào mà từ chối cái chuyện mà tập luyện khổ cực phải không anh? Dạ Nhiều đúng. khi xa nhà rất là lâu, thì anh Trinh có lời khuyên nào với các bạn để cho các bạn vững tinh thần, không có nản chí trong cái thời gian tập luyện lúc đầu? Nhiều khi mới vô thì nghĩ đẹp lắm anh ha. Dạ Dạ đúng. vâng. Dạ thì trong cái chuyện nào mình muốn làm chị, nó cũng có cái khó trơn á. Dạ vâng. Tại vì nếu cái nào cũng dễ thì ai cũng làm trơn Dạ á. vâng. Dạ. Thành ra mình nên nhớ đó là mỗi cái chuyện khó nó sẽ qua. Dạ vâng. Dạ rồi tới hồi mà xong làm cái chuyện khó đó, mình giúp nước xong rồi đó, ra cái phương tiện mà cái benefit mình sẽ có đó chị, là nó cao lắm, là tại vì vừa veterans Đúng benefit tất rồi. cả trơn đó. Thành ra mình phải phải nhớ cái phần phần đó. Thành ra chỉ đừng có nghĩ về mình thôi, nhưng mà nghĩ gì mình làm cho nước giúp dân, rồi sau này sẽ giúp gia đình mình đó. Dạ vâng, thưa quý vị, anh thiếu tá hải quân là một vị thiếu tá trong quân đội Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đối với cộng đồng người Việt, anh lúc nào cũng là người con, người em của cộng đồng người Việt của chúng ta. Rất là cảm ơn cho buổi nói chuyện của anh ngày hôm nay. Vân Anh chúc cho hội quân nhân người Mỹ gốc Việt cũng như là thiếu tá hải quân Christopher Phan sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn, và mời anh gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến quý vị khán thính giả. Thưa cảm ơn chị, thưa cảm ơn đài VNTV cho cái dịp này. Thứ hai nữa là con xin cảm ơn tất cả ông bà cô chú, tất cả bạn, cái mùa lễ Giáng sinh thiệt là vui vẻ. Thứ hai nữa là năm mới con xin chúc dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài. Chúc anh Trinh năm mới gặp nhiều may mắn và thành công hơn trong những bước đường sắp tới của anh. Cảm ơn chị Xin Hiền. cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại vào những chương trình sắp tới.